Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác ơi, hôm nay em lên vài em mẫu mộc các bác nhá, nhưng mà toàn mộc tuyển chọn đây, mộc đẹp đấy. Các bác nhìn con đầu tiên này, con này mang mã số là 3307 các bác nhá, 3307. Em này thì giá là 1.900.000 các bác nhá. Bản đuôi to đẹp các bác nhá, bản đuôi xòe đấy. Nhìn rất là ok luôn, chim bộ to các bác nhá, mỏ vàng. Dáng dấp rất là ok. Anh em có thể thấy nhá, chim này, các bác xem cái mỏ này. Đó, cái mỏ rất là đẹp, mắt xanh. Đấy, chân này, chân cành đào đẹp. 1.900.000 em 3307 các bạn, 3307 nhá. Chim không tật lỗ nhỏ, bộ to đẹp, dáng dấp rất là ok luôn. Anh em mà mua những con chim này thực ra là về nó thật sự các bác là về trong một thời gian chim nó hot lên form nhìn rất là đẹp luôn. Dáng ngũ trường mà đẳng cấp, mỏ vàng. Quá đẹp luôn các bạn. Người dài ngoằng, các bác nhìn cái độ dài của em nó đấy. Thì các bác có thể để thấy đúng không các bác? Các bác nhá, 3307 giá 1.900.000. Anh em chú ý nha, anh em gọi điện cho em để xác định là mua thì gọi nhá, bởi vì là anh em cũng nhiều anh em gọi cứ mặc cả ấy, thì thực ra là thực sự các bác là em bán không mặc cả đâu, bởi vì bán giá công khai rồi các bạn, bán giá công khai rồi nên là không mặc cả đâu các bạn. Các bác cứ thiện chí thật sự là ok thì các bác gọi cho em thôi là mua thôi các bạn, chứ không phải ấy nhiều làm gì cả. Cái giá trên thì không có tiền ship các bác nhá, chỉ có tiền học và tiền chim thôi đấy. Rồi em xin phép là kết thúc mã số là 3307 và chuyển sang mã số là 3308 các bác nhá. Rồi tiếp theo xin mời các bác ngắm em Họa Mi mang mã số là 3308 các bác nhá. Em Họa Mi mang mã số 3308 này có cái mỏ gọi là siêu vàng luôn các bạn. Đấy. Các bác có thể thấy là mỏ rất là vàng các bác nhá. Mỏ rất là vàng luôn. Đấy anh em thấy nhá. Đẹp đúng không các bác? Rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp các bạn. Con 3308 này thì em giao lưu với anh em cũng 1.900.000 thôi nhá. 1.900.000 thôi nhá. Đấy, 1.900.000 em Họa Mi mang mã số là 3308 thôi nhá. Các anh phải bàn 3308 thôi nhá. Chim thái độ rất là ok các bạn nhá. Bộ đẹp cứ vào đây. Đấy, 3308 thôi nhá, 1.900.000. Nói chung là chim hôm nay lô mộc đấy quá đẹp các bạn, thật sự các bạn luôn, đây là lô mộc chọn các bạn nhé. Em bắt rất là cao rồi, em bắt rất là cao rồi các bạn. Con này chân cũng vàng các bạn nhé, con này chân cũng vàng ấy, nhưng mà nó không được vàng óng như mỏ thôi. Anh em mua kết thì ới em nhé. Một vàng như này em biết. Qua xem mỏ. Cái mỏ quá chất lượng luôn các bạn. Mỏ vàng đẹp nha các bác nhá. Đấy, 3308 giá 1.900.000 các bác nhá. Rồi bây giờ em sẽ kết thúc với mã số là 3308 và chuyển sang mã số là 3309 các bác nhá. Rồi các bác nhá, tiếp theo em lên với các bác của em Họa Mi mang mã số là 3309 các bác nhá. Thật sự với các bác là em Họa Mi này, nếu các bác ở ngoài ấy, các bác nhìn đấy thì là nó sẽ là một con chim Họa Mi chân vàng mỏ vàng các bác nhá. Có thể gọi là tam hoàng được đấy các bạn, chẳng qua là em quay ở này nó là buổi tối ấy, nên là nhìn không rõ. Con chim này bản đuôi to đẹp các bác nhá. Đấy, đầu rất là ok luôn. Đấy, chân này, chân mỏ rất là vàng nhé. Đấy, chân vàng này, mỏ vàng này các bác này. Đấy, cái đầu hơi xước một chút các bác nhé. Thì em đi chân vàng mỏ vàng này thì em giao lưu với anh em là 1.800.000 thôi nhé. Bởi vì đuôi nó cũng vài sợi nó không đẹp. Đấy, thì em giao lưu với anh em là 1.800.000 các bác nào yêu thích và ủng hộ nhé các bác nhé. Em mã số là 3309 thôi nhé. Bóng bộ đẹp, đầu mặt đẹp các bác nhé, đuôi lá vàng to, có thể là xòe các bác nhé. Nhưng được cái là tam hoàng, có rất là nhiều anh em thích cái mẫu chim này. Anh em nào muốn biết thì alo cho em nhé các nhé. Bên ngoài kia nó củ vải màu vàng sẽ sơ một chút để nó lao ra đấy. Nguyên tắc của nó rồi, cứ chỗ nào có thấy đường là nó chạy thôi các bạn. Hơi nhảy một chút các nhé. 1.800.000 các nhé. Em Hoạt Họa Mi tam hoàng này. Bản nuôi xòe đẹp các bạn. Giá cấp rất là ok nhé. Bộ kết em này thì alo cho em thôi các bác nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhé. Nhà em có cả cám và chim thôi nhé, có cả cám và chim. Anh em có nhu cầu thì ủng hộ em nhé các bác nhé. Đó. Rồi em xin phép kết thúc, em đã số là 3309 và chuyển sang mã số là 3310 các bác nhé. Rồi anh em ơi, em lên cho anh em một siêu phẩm đây các bác. Siêu phẩm này thì quá là đẳng cấp luôn các bác. Các bác nhìn này, màu lông rất là đẹp nhá các bác nhá. Mỏ vàng, chân vàng này, anh em thấy chưa. Em Hoạt Họa Mi này phải nói là đẹp nhất, gần như đẹp nhất trong ngày hôm nay luôn các bác. Phải mắt này, lông mỏng này. Con này thì em giao lưu với anh em là 2.200.000 các bác nhá. Mang mã số là 3310 các bác nhá. Con chim quá đẹp luôn các bác. Con chim này đẳng cấp các bạn. Nói chung là con chim này, những con chim này nhìn cái nước lông với cái này, nhìn anh em mà chơi mũ hot con chim này quá là đẹp rồi. Nhìn thế này thôi nhưng ở ngoài rất là đẹp luôn các bạn. Bao cho anh em đẹp luôn thôi. Bao cho anh em đẹp luôn. Cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn. Nói chung là những cái mẫu chim mà lông nhìn kiểu bông rong này rất là đẹp quá. Vàng kiểu vàng chanh ấy. Cực kỳ đẹp luôn các bạn nhá. Mắt cũng rất là đẹp. Đó. Này thì 2.200.000 thôi nhá. 2.200.000 cho anh em nào mà thích thì anh em ủng hộ em nhé. 3310 mã số 2.200.000. Thật sự con chim này quá đẹp các bạn, không thể chê được con chim này một tí nào luôn đấy. Một mẫu chim phải nói là đẹp, đẳng cấp. Các nhìn cái đầu mặt nó con chim khác bọt những con chim khác đúng không? Rất là tuyệt vời nhé. Mắt xanh đẹp, tam hoàng. Rồi em xin phép là xuống em mã số là 3310 nhá và chuyển sang em mã số là 3311 các bác nhá. Đây, lại tiếp tục lên cho mã số em, mã số là 3311 các bác nhé. Em Hoạt Họa Mi mã số 3311 này là một em Hoạt Họa Mi dáng ngũ trường, người dài, đầu mặt đẹp các bác nhé. Em này thì bóng bộ rất là ok luôn. Dáng thì rất là ok các bác nhé. Đây là toàn chim chọn nhá. Anh em nào muốn mua rẻ thì hôm nay thì sẽ không có ở cái phiên này. Nói thật sự các bác là thế. Con chim này em giao lưu với anh em là 2 triệu các bác nhé. 2 triệu em mộc đẹp này. Nó gọi là con chim mộc này quá đẹp luôn các bạn. Giá 2 triệu các bác nhé. Đấy, em mã số là 3311. Này, giá 2 triệu các bác nhé. Chim ngũ trường người dài ngoằng luôn. Các bạn, anh em về những con chim như này thật ra là anh em chăm thì nó gọi là quá là hay luôn các bạn. Quá là đẹp luôn. Đó, các bác nhé. 3311 giá 2 triệu đồng có cái 2 triệu chẵn nhé. Con chim các bác nhìn cái người thì có biết là nó như nào rồi đúng không? Và cái độ tĩnh của con chim mình thì rất là tĩnh rồi. Rồi. Các bác nhìn cái dáng này. Dài chưa? Ở đây. Đấy, những con khác em quay em để chế độ điện thoại như này nó chạm vào ấy, ở đây nó còn quá dài. Anh em ngắm thoải mái nhé. Mỏ vàng, chân cũng vàng các bác nhé. Chân không được vàng tươi đâu các bạn. Vàng đẹp đấy. Chân chiếc móng gối đầy đủ, không thiếu một tí nào luôn các bác nhé. Rồi em xin phép kết thúc em mã số là 3311 và chuyển sang em mã số cuối cùng là 3312 các bác nhá. Rồi xin mời các bác đến với em mã số là 3312, cũng là em cuối cùng trong ngày hôm nay các bác nhá. Em này thì bộ to khủng luôn anh em ạ. Thật sự với anh em luôn. Ồ, nó bị dính cái lông vào mắt nhé các bác nhá, nhưng khỏi mắt nó bị sao đâu, dính cái lông này. Đấy, không ảnh hưởng gì đâu các bác nhá. Con này thì họa loét, lông cực mỏng luôn, bộ to các bác nhá. Con này thì giao lưu với anh em là 2,1 triệu các bác nhá, 2,1 triệu em họa mi này. Bộ họa mi không thể chê đâu các bác ạ, bởi vì bộ nó rất là to đẹp các bác. Anh em cứ yên tâm nhá, khi anh em dùng mua những con chim của phiên bán hàng ngày hôm nay của em thì nó thật sự nó là toàn chim đẹp thôi. Lông mỏng dính luôn con chim này. Lông mỏng dính luôn. Anh nhìn thích không? Tuyệt vời các bác nhá. Đẹp chưa các bác? Đó, em 3312 này giá 2,1 triệu các bác nhá. Anh em bầu kết thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhé các bác nhé. Thì đây là con chim cuối cùng của phiên bán hàng ngày hôm nay của em rồi. Thì các bác mà có nhu cầu thì các bác liên hệ cho em. Nó đang bị cái mắt, cái gì dính vào mắt kìa. Lát nữa thì thả vào lồng cho vào tắm thì nó sẽ tung cái mắt này ra. Nó rất là đơn giản, mà bây giờ nó rất là tối rồi, khả năng phải để mai thôi. Rồi, anh em nào bầu kết thì cứ alo cho em. Nhưng mà cũng xin phép là dừng clip ở đây đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi 6 em mi mộc ngày hôm nay các bác nhé. Tất cả các bác yên tâm, ngày hôm nay là đều chim mộc tuyển chọn các bác nhé. Anh em về anh em chỉ việc chăm đắm lên thôi và chim đã ra giọng rồi. Xin chào tất cả anh em nhé. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ nhé. Bye bye tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau nhé.